chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía bắc của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Cimarron và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc. Hoạt động của cơn bão này khiến cho vùng biển phía đông bắc của Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh kèm theo mưa dông. Ngoài ra thì ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng như là khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa với gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, thời tiết có mưa dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó thì trên đất liền do trục rãnh thấp có hướng Tây Bắc Đông Nam đi ngang qua khu vực Bắc Bộ nối với cả cơn bão Cimarron, do đó đã đẩy lùi về phía Nam. Các tỉnh khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung với thời tiết khá xấu cùng những cơn mưa dông. Ở phía Nam thì do gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh nên các tỉnh từ Tây Nguyên cho đến khu vực Nam Bộ mưa dông cũng đã tăng hơn cả về diện và lượng. Thưa quý vị, mặc dù hướng di chuyển của bão là theo hướng Tây Bắc đi lên, khả năng bão đổ bộ vào nước ta là rất ít, song do ảnh hưởng của hoàn lưu bão cùng với hoạt động của trục rãnh thấp đã khiến cho thời tiết các tỉnh thành trên cả nước chuyển xấu. Mưa dông tuy không đều khắp nhưng cũng sẽ là yếu tố bất lợi cho hoạt động du lịch trong tuần này, đặc biệt là du lịch biển hoàn toàn không được thuận lợi. Tiếp theo, mời quý vị cùng tham khảo thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai thì mây dông vẫn tiếp tục duy trì và phát triển, gây mưa nhiều cho khu vực vùng núi phía Tây Bắc. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong vùng giảm nhẹ, tuy nhiên thì các hoạt động du lịch trong vùng từ nay đến gần cuối tuần không được thuận lợi lắm. Cụ thể, tại Điện Biên, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 23 đến 30 độ, còn tại Sapa với nhiệt độ duy trì từ 17 đến 22 độ, trong khi đó tại Tam Đảo có mức nhiệt từ 20 đến 25 độ. Sang đến các tỉnh phía đông bắc bộ, do rãnh thấp vẫn tồn tại và mạnh lên nên tại đây trời vẫn khá nhiều mây. Đến chiều tối và đêm nay thì khả năng mưa dông tiếp tục xuất hiện. Người dân khu vực vùng núi và trung du cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan do có mưa dông mạnh. Tại các địa điểm du lịch như tại khu vực Hà Giang, Vịnh Hạ Long hay là Hải Phòng đều xuất hiện mưa dông với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là từ 28 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất về đêm trong khoảng 23-24 độ. Xuôi xuống các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Hà Tĩnh thì ngày hôm nay mây xuất hiện nhiều hơn, cùng với đó là trời chuyển mưa và nhiệt độ giảm, không còn nắng nóng trên khu vực này. Trong khi đó, tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nắng nóng vẫn được duy trì, tuy nhiên thì mức độ nắng nóng không quá gay gắt. Cụ thể, tại Sầm Sơn có mưa dông với nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, tại Phong Nha - Kẻ Bàng có mưa về chiều với nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 34 độ, còn tại Thừa Thiên Huế có nắng với mức nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, chiều tối có mưa rào và dông, đêm hầu như không mưa với nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Còn với các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ thì sang ngày mai trời sẽ chuyển mây nhiều hơn và xuất hiện những đợt mưa nhỏ. Tại Đà Nẵng, biên độ nhiệt trong ngày khoảng 26-33 độ. Tại Hội An, nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất là 34 độ. Còn tại Bà Nà, nhiệt độ duy trì ở mức 21-30 độ. Rãnh thấp hình thành và thiết lập ngay ở khu vực Nam Trung Bộ với một hoàn lưu thấp ở vùng biển phía Nam. Do vậy, trong thời gian tới, tại khu vực biển Nam Trung Bộ sẽ có mưa dông với gió mạnh. Thời tiết trong vùng sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch. Còn đối với các tỉnh khu vực vùng cao Tây Nguyên, tại đây thời tiết cũng chuyển xấu, trời duy trì nhiều mây và mưa kéo dài, nhất là vào thời điểm chiều và đêm. Xu hướng trong những ngày cuối tuần, do mưa dông còn có khả năng xuất hiện nên không thuận lợi cho những chuyến du lịch khám phá. Cụ thể, tại Pleiku, nhiệt độ chỉ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Buôn Ma Thuật, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 28 độ. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ duy trì ở mức 16-22 độ. Cũng do ảnh hưởng của gió Tây Nam mà các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Mưa xuất hiện từ sáng ở vùng thượng nguồn sông Cửu Long và tăng dần ở các tỉnh ven biển vào chiều tối. Một số nơi có thể sẽ có mưa vừa đến mưa to, trời mát với mức nhiệt cao nhất chỉ khoảng 29-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ với độ ẩm dao động từ 75-85%. Còn trên các vùng biển phía Nam thì chịu ảnh hưởng của một vùng hoàn lưu xoáy thấp, do vậy trong những ngày tới, du lịch biển phía Nam sẽ không thuận lợi, mưa dông kèm gió giật mạnh gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Tại các địa điểm du lịch như là tại khu vực Côn Đảo, Phú Quốc, thời tiết khá xấu với những cơn mưa dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 28-29 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 24-25 độ với độ ẩm tại đây khoảng 85%. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.